thật lòng mình chưa bao giờ dám nghĩ Samsung lại bán một thiết bị của họ chạy Snapdragon đầu 8 mà lại có mức giá có thể rẻ được, có mức giá có thể tốt được giống như chiếc điện thoại mình đang có ở đây. Galaxy S20 FE mức giá chỉ vào khoảng tầm 11 triệu mấy, đang được bán tại những đại lý tại Việt Nam ấy. Thì tại Seven mình thấy nó khoảng 11,6 triệu. Đợt vừa rồi mà canh hot sale, canh những cái đợt mà chương trình hỗ trợ của họ ấy, thì sẽ còn có mức giá tốt được khoảng vài trăm nghìn nữa. Nói nôm na thì nó chưa chạm được mức 12 triệu. Và để nói cho dễ hiểu thì đây chỉ là một cái mức giá tương đương với một vài những con máy tầm trung của họ mà thôi. Ví dụ như Galaxy A, kiểu A72, A52, 5G, các thứ gì đó chẳng hạn. Thế thì vì sao lại có một mức giá tốt như thế này? Và liệu trải nghiệm trên nó có bị cắt giảm thứ gì hay là không? Thì ngày hôm nay sau một thời gian trải nghiệm, đánh giá và cũng như là làm khá nhiều video liên quan đến S20 FE thì mình sẽ đánh giá nó một cách thật kỹ, chia sẻ những cái góc khuất mà các bạn sẽ phải chấp nhận trên cái điện thoại này, và để xem nó có xứng đáng để mua hay là không nhá. Let's go! Thế thì quay trở lại với Galaxy S20 FE thì rõ ràng nó là một cái S20 FE thì trước đây nó cũng đã bán ở Việt Nam rồi. Phiên bản chạy chip Exynos là phiên bản LTE bình thường, thì cái thiết kế của nó như thế nào, cụm camera của nó như thế nào, hay là cái màn hình của nó như thế nào, rồi là vân tay nhúng bên trong màn hình nó như thế nào thì chắc là mình không cần phải nhắc lại quá nhiều nữa. Cái sự thay đổi của cái máy này nó đến từ Snapdragon 865 thay thế cho Exynos 990. Nó là 256GB ở trong thay thế cho 128GB. Và cái quan trọng hơn cả là đây là phiên bản 5G ở những cái thị trường khác, nhưng về Việt Nam đã bị cắt cái tính năng 5G này đi. Lý do thì vì sao? Hoặc là không hợp băng tần, hoặc là không cái gì, không cái nọ, hoặc chỉ đơn giản một điều là Samsung không muốn tự đả vào mặt mình. Bởi vì dẫu sao Galaxy A52 5G mức giá cũng thua con này có bao nhiêu, hình như triệu bạc đúng không ta? Cỡ đó. Mà con này có thêm 5G nữa thì ai mua Galaxy A52 5G, mình hỏi thật các bạn là như thế luôn. Thế rõ ràng cái này nó bị cắt đi cái 5G. Nhưng mà thực tế ra mà nói, với những cái nhu cầu của người dùng phổ thông bình thường á, hay ngay cả đến bản thân mình đi, 5G ở chỗ mình cũng chưa có. Hay thậm chí cũng có rất nhiều người những nơi không phải khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng các thứ gì đó thì cũng không có 5G mà trải nghiệm. Thế thì rõ ràng cái 5G người cần người không, nên cắt bỏ nó đi thì cũng được. Ok, tóm lại các bạn vẫn có một hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ với Snapdragon 865, thì đó là cái thứ thay đổi đáng giá nhất trên cái điện thoại này. Và quan trọng hơn cả là 256GB ở trong thì thậm chí nó còn có dung lượng lớn hơn cả con S20 Ultra mình đang dùng. Cay thực sự. Đấy, đấy là những cái mà có thể nói là khá ok trên cái điện thoại này mà các bạn có thể cân đối và tham khảo. Rồi, quay trở vào cái trải nghiệm sử dụng thực tế đi. Thì khi mà mình lên cái video chia sẻ về con máy này, có rất nhiều các bạn comment xuống phía bên dưới. Đấy là chơi những tựa game như là Liên Quân, Liên Minh Huyền Thoại, nói nôm na là những tựa game MOBA thì sẽ bị delay chiêu rất là nhiều. Hiện tại đây nhá, mình không biết là các bạn đang sử dụng cái phiên bản phần mềm nào, hay các bạn đang sử dụng cái phiên bản Exynos hay là như thế nào mình không rõ, hoặc là các bạn mua máy xách tay như thế nào thì mình không rõ. Nhưng cái phiên bản mình đang sử dụng ở đây là phiên bản cập nhật đó, thế không, mùng 1 tháng 6 năm 2021, tức là cái phiên bản mới nhất bây giờ, nền tảng thì là Android 11 và One UI 3.1, thì nó không hề bị delay trong quá trình mình chơi. Để nói luôn một chút thì studio của mình sử dụng Wi-Fi 6. Đấy, hệ thống mình build bởi Asus, nói chung là Wi-Fi thì khỏi phải nghĩ đi, gói thì là gói doanh nghiệp 250 megabit, quan trọng là ping cực kỳ thấp, nên nói chung là chơi game thì không có điều gì để phải bàn, chơi rất ngon, rất mượt, tốc độ mạng thì không có điều gì để phải chê. Ok, Wi-Fi 6 cũng hỗ trợ trên cái điện thoại này, đây các bạn thấy đi, Wi-Fi 6 luôn, 1.2 gigabit, kéo max tối đa cái khả năng kết nối mạng của cái máy này, thì nó không hề bị delay một chút xíu nào cả. Chơi rất mượt, chơi rất ngon. Mà quan trọng hơn cả là với Snapdragon 865 Max Setting bật độ phân giải HD cao nhất thì nó cũng cực kỳ ngon, không hề bị sụt FPS một chút xíu nào cả. Có chăng cho một vài những pha combat ấy, thì Android mà, đôi khi nó sẽ tụt xuống đâu đó tầm khoảng 59 FPS, thậm chí đã có những pha 580 FPS, thì nó cũng không ảnh hưởng một chút xíu nào. Nói chung ạ, nó không bao giờ bị tụt theo kiểu dạng tụt xuống tầm 50, 52, 55 FPS không, không có. Hay là delay chill thì cũng không hề có trong quá trình của mình trải nghiệm và mình chơi game. Đấy là mình test trên Liên Quân Mobile nha các bạn nhé. Và mình chợt nhận ra một điều đó là có khi nào là do các bạn mạng kém nên nó bị delay không ra. Nói chung là cái đấy thì mình chịu, nhưng mà trải nghiệm của mình là không hề bị. Ok, rồi còn những cái tựa game khác như là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến thì nó đơn giản, game đấy thì cũng tối tốt mà nó nhẹ mà. Rồi thêm nữa là PUBG Mobile, mình cũng có thể mở được cái mức FPS 60 HDR, chơi cực kỳ ngon trên cái điện thoại này. Nói chung về mặt gaming thì con này đáp ứng được rất tốt những cái trải nghiệm cơ bản dành cho các bạn, game cùng FPS giữ lại mọi thứ là ok. Nhưng nếu như chơi lâu thì khác. Đó, các bạn thấy không, mặt lưng của nó là làm bằng nhựa,
khung viền của chúng ta thì bằng kim loại nhưng mặt lưng là bằng nhựa. Và các bạn cũng hiểu là mặt lưng bằng nhựa cũng như đây là một cái phiên bản có thể nói là rút gọn bớt đi của S20 Plus rồi S20 Ultra. Nên cái hệ thống tản nhiệt ở phía bên trong này này, nói thẳng luôn ra là nó không ngon. Đó. Và cái nhiệt độ của Snapdragon 865 nếu các bạn chơi hardcore trong một thời gian dài thì các bạn cũng hiểu là nó rất nóng đúng không? Thì các bạn cứ hiểu là nhiệt độ nó cứ ở bên trong. Snapdragon 865 quá nóng, chơi game trong một thời gian dài nó quá nóng mà nó không thoát được ra ngoài. Thế thì không thoát được ra ngoài, bắt buộc sẽ phải giảm xung nhịp xuống, giảm hiệu năng của cái máy này xuống để máy nó không quá nóng. Đương nhiên một vài những cái điểm số để benchmark thì mình sẽ hiển thị AnTuTu ở đây và Geekbench ở đây thì nó cũng không khác biệt gì quá nhiều so sánh với những thiết bị đang có mặt trên thị trường cả. Nhưng đấy là chỉ test trong một khoảng thời gian ngắn. Kể cả bài test AnTuTu thì cũng chỉ cùng lắm lên tầm 5-7 phút, 10 phút là cùng. Trong cái đó chơi game các bạn chơi bao nhiêu, nửa tiếng, tiếng, thậm chí là 2 tiếng. Thì rõ ràng cái trải nghiệm game trong một khoảng thời gian dài trên cái điện thoại này mình đánh giá là nó không quá ngon. Ok, chơi đâu đó giải trí đâu đó tầm khoảng nửa tiếng thì ok. Nhưng mà chơi đâu đó tầm khoảng lâu hơn nữa, tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thì nó sẽ là câu chuyện khác. Thì đó là cái thứ mà mình nghĩ là các bạn sẽ phải suy nghĩ nhiều nhất trên cái điện thoại này. Nhưng có rất nhiều bạn đã trải nghiệm con Snapdragon này so sánh với con máy chạy chip Exynos 990 trước đây ấy, thì cái hiện tượng vô tình nóng lên và kiểu nóng lên bất chợt ấy, thì nó cũng không gặp phải trên con điện thoại này. Rõ ràng Snapdragon tối ưu những cái tác vụ cơ bản như thế này thì nó vẫn làm quá ngon và nó vẫn giúp các bạn có những cái trải nghiệm thực sự là không có điều gì để phải bàn cãi đến cả. Ok, rồi thì đó là cái thứ mà mình nghĩ là nhiều người sẽ quan tâm nhất đến vấn đề hiệu năng và trải nghiệm gaming rồi hiệu năng sử dụng thực tế trên cái điện thoại này trong những tác vụ sử dụng hàng ngày. Thế thì quay trở lại những cái thứ khác đi. Chúng ta có màn hình 120Hz Full HD Plus và tấm nền nó sử dụng đấy là Super AMOLED. Nói chung là cái màn hình này thì đẹp, suy nghĩ làm cái gì, Samsung mà. Ok, quan trọng hơn cả là 120Hz kết hợp với Snapdragon thì nó rất mượt. Nó mượt trong gần như là mọi tác vụ mà các bạn bấm và bấm và vuốt vuốt, mọi thứ đều rất nhanh. One UI 3.1 thì chúng ta lại còn có rất nhiều cái sự hỗ trợ khác cho cái công việc hàng ngày, như là ghi âm cuộc gọi như này nó cũng đầy đủ hết. Thậm chí chúng ta còn có luôn cả Samsung Pay. Ta-da! Nhưng mà cái này thì mình không dùng. Rồi, quà tặng Galaxy này. Ôi ôi, quá trời deal luôn. Mua điện thoại giảm giá, đi uống trà sữa giảm giá, sử dụng dịch vụ gì cũng giảm giá. Camera này cũng là một trong những thứ mình đặc biệt yêu thích trên con Galaxy S20 FE. Thậm chí nếu như so sánh với cả hồi trước đây là S20 Plus, mình còn thấy thích hơn cơ. Cái đầu tiên là các bạn sẽ vẫn có camera chính 12 chấm, kích thước cảm biến lớn 1/1.76 inch, nó tương đương với cả S20 và S20 Plus. Chúng ta có camera tele zoom 3x quang học và cái camera tele zoom này thì cũng tương tự như cái camera của con Galaxy A72 đang dùng, và chúng ta cũng có luôn một camera góc siêu rộng 12 chấm nữa, góc rộng là 123 độ thì phải. Nói chung á là khi chụp hình với cái điện thoại này thì mình nghĩ là nhiều bạn sẽ quan tâm đến cái camera chính thôi, thì chụp hình màu sắc chi tiết đưa lại nói chung là không có điều gì phải bàn, chất lượng ảnh chụp rất ok. Đấy, so sánh với cái iPhone 10R thì nó vả cho con iPhone 10R đứt đuôi luôn về khoản camera như thế này. Hay thậm chí camera selfie, chúng ta cũng có độ phân giải lên tới 32 chấm, chất lượng thu lại chi tiết thì cũng khá là ngon. Hay là quay video, chúng ta cũng có đầy đủ 4K 60fps ở cả cam trước lẫn cam sau. Nói chung là cái con điện thoại này xét về mặt camera tầm giá bao nhiêu 11 triệu như thế này thì mình không tìm thấy bất cứ một cái đối thủ nào có thể làm tốt hơn được nó nữa cả. Đấy. Và cái cuối cùng sẽ là pin 4500mAh là dung lượng, sạc nhanh 25W. Quan trọng hơn cả là con này cũng có đầy đủ những cái tiêu chuẩn ăn chơi như là vân tay nhúng bên trong màn hình này, có kháng nước IP68 này, có loa stereo, rồi chúng ta cũng có luôn cái sạc không dây, sạc không dây, không thiếu bất cứ một cái gì cả. Trong cái video mình so sánh với con iPhone 10R thì mình đưa sai thông tin một chút xíu và mình xin được đính chính lại trong cái video ngày hôm nay. Nó không thiếu bất cứ một thứ gì. Nói chung là nó là dòng S của Samsung thì các bạn cũng hiểu là nó cũng sẽ có những cái chuẩn nhất định, thì những cái tính năng đó có đầy đủ hết. 4500mAh kết hợp với một con chip Snapdragon 865 tối ưu rất tốt những ứng dụng nền cơ bản. Thì nếu như các bạn mà sử dụng một cách bình thường, các bạn không game gủng quá nhiều, các bạn chỉ lướt web, Facebook, xem video các thứ, mà đặc biệt sử dụng những cái nền đen là chính, thì pin của nó cực kỳ dài. 7 tiếng on screen là thứ các bạn có thể dễ dàng đạt được trên cái điện thoại này. Thậm chí nó tốt hơn hẳn so sánh với những mẫu flagship của Samsung chạy chip Exynos. Thì các bạn nghĩ như thế nào về cái điện thoại này? Thực tế để mà nói bao nhiêu? Hơn 11 triệu. Ngoại trừ vụ con này bị cắt đi 5G so sánh với phiên bản ở những thị trường khác ra thì mình không tìm ra một cái điểm gì để mà mình có thể chê được quá nhiều cả. Đương nhiên hơn 10 triệu sử dụng vỏ lưng nhựa thì chỉ có Samsung chắc là mới làm được thôi. Nhưng mà nhựa này các bạn cũng hiểu nó có nhựa zit và nhựa zat, reinforced polycarbonate mà, nó vẫn là nhựa thôi. Thì
nó không bị dễ rơi vỡ giống như là bằng kính, ok, nó không thoát nhiệt được nhanh giống như là kính, ok, nhưng rõ ràng nó sẽ giúp cho cái giá của máy rẻ hơn, nó sẽ giúp cho cái trọng lượng của máy nhẹ hơn. Thì cái đó quan trọng là cách tiếp cận của từng người khác nhau mà thôi. Nói chung bao nhiêu hơn 11 triệu chúng ta có màn hình đẹp, chúng ta có hiệu năng tốt, chúng ta có camera ngon, chúng ta có thương hiệu. Mình thì chắc là không kiếm được ra một sản phẩm nào có thể nói là tốt hơn toàn diện được con này. Có thể nhiều máy sẽ tốt hơn về mặt cấu hình, bởi vì rõ ràng con này là chip đời cũ rồi. Chúng ta sẽ có những cái con máy chạy Snapdragon 870, 888 trong cái tầm giá này, hiệu năng là sẽ hơn, nhưng không thể nào hơn được về mặt màn hình, về mặt loa, về mặt tính năng, quan trọng nhất là về mặt thương hiệu. Mà quan trọng hơn cả là cái sản phẩm này còn được bán offline tại những đại lý như là tại Cellphone S. Nhưng mà thời điểm này thì các bạn nên mua online đi, tại Hồ Chí Minh thì nên mua online, ship tận nơi cho nó ok. Hà Nội thì đến shop mua cũng ok, không sao. Nhưng mà nói chung là cái này còn được bán offline để các bạn có thể sờ tận tay trước khi mua, thay vì cái việc mua online. Đó, điểm cộng nó là như thế. Thì quyết định sẽ ở bạn. Bạn nghĩ như thế nào về con Galaxy S20 FE này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.